Các em nhỏ phải cách ly tập trung sẽ có những trạng thái tâm lý như lo lắng và căng thẳng. Vậy sẽ có những diễn biến gì xảy ra trong tâm lý của các em khi phải cách ly xa gia đình? Chúng ta sẽ có những giải pháp gì để giúp các em có thể giải tỏa những căng thẳng đó để tích cực và lạc quan hơn? Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là người bạn đồng hành cùng các em cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ tại khu cách ly tập trung, gia đình và cộng đồng. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 vẫn duy trì lịch trực 24 trên 7 tất cả các ngày Tết nguyên đán tân sửu như những ngày bình thường và hoàn toàn miễn phí cấp của gọi tư vấn. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 mở thêm kênh hỗ trợ tư vấn tâm lý qua Zoom cho nhóm trẻ em trong khu cách ly tập trung. Trong trường hợp cần được tư vấn hỗ trợ, các em, thầy cô giáo, cha mẹ và cán bộ quản lý trong khu cách ly có thể gọi điện ngay tới tổng đài 111 để được nhận hỗ trợ